Chào bác sĩ, là chồng tôi bị viêm gan B đã 3 năm nay và vẫn uống thuốc đều đặn. Mới đây khi đi kiểm tra, bác sĩ nói chồng tôi có dấu hiệu xơ gan giai đoạn đầu. Như vậy có phải là bệnh của chồng tôi đã trở nên nguy hiểm chưa? Và tôi rất lo lắng, không biết phải làm như thế nào thì mới tốt cho chồng tôi nữa. Xin bác sĩ cho tôi một lời khuyên. Nếu như là bạn đã điều trị theo phác đồ kháng virus rồi mà bây giờ đi siêu âm thấy nhu mô gan thô, thì có thể nói là bước đầu của xơ gan, có xơ gan nhưng không quan trọng. Bởi vì tôi nói là xơ gan còn bù thì còn có thể cứu vãn được. Mà xơ gan bước đầu tức là xơ gan nó còn ít thì chẳng có vấn đề gì đâu, chức năng gan vẫn đẹp đẽ nếu như mình vẫn giữ được chế độ điều trị, vẫn giữ được chế độ ăn uống đảm bảo thì không có sợ gì cả. Người ta chỉ cần một nửa lá gan, thậm chí là dưới một nửa lá gan vẫn có thể đảm bảo hoàn toàn chức năng sống cơ thể bình thường. Vậy thì cứ cho là bạn xơ đi một nửa đi, phải không ạ? Thì còn một nửa tế bào nữa, gan nữa vẫn đảm bảo chức năng cơ mà. Cho nên là có thể nói là xơ gan bước đầu rồi đấy, thế nhưng mà không có sợ gì cả, vẫn phải đảm bảo chế độ điều trị đúng. Thưa bà, ở đây thính giả nói là đã điều trị uống thuốc đều đặn rồi nhưng mà vẫn phát hiện ra xơ gan. Có thể tiến triển vẫn có thể thế. Qua quá trình điều trị, bởi vì là quá trình điều trị phải nhiều tháng nó mới xuống, virus nó mới xuống được. Và kể cả virus nó xuống được rồi nó diễn biến đến xơ gan, nó vẫn có thể tiến triển vẫn đến xơ gan được cơ mà. Giải độc gan Tuệ Linh, sản phẩm cho người viêm gan virus và xơ gan.